Chào mừng các bạn đến với channel SBN Sentai. Mình là Linh Nguyễn, giọng đọc thử nghiệm cho kênh. Video hôm nay, các bạn hãy cùng mình tìm hiểu về tổng hợp tất cả các tin shuriken có trong tựa phim Shuriken Sentai Ninja nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Nin shuriken được coi là những vật phẩm đa dụng và chúng rất hữu ích đối với các chiến binh ninja. Họ sử dụng chúng để nhằm khai thác vô số các quyền hạn sức mạnh để có thể chiến đấu chống lại thế lực phản diện Kiba Oni. Bằng cách đặt nin shuriken vào trong vũ khí ninja Ichibanto, sau đó họ sẽ quay nó để kích hoạt sức mạnh. Nin shuriken thường được các chiến binh dắt vào chiếc thắt lưng ở hai bên hông của họ. Chính vì thế, đây là một vật phẩm thiết yếu mà không thể nào vắng mặt trong mỗi cuộc chiến. Trong chiến đấu, chiến binh còn có thể sử dụng các bản sao là phần vỏ của nin shuriken để tấn công kẻ thù bằng cách ném chúng từ khoảng cách xa, tương tự với cách thức của những chiếc phi tiêu thông thường. Trước khi đi vào tìm hiểu về các nhóm phân loại của các nin shuriken thì mình sẽ giới thiệu về một loại shuriken rất quan trọng. Nó có thể được coi là khởi nguồn của một số các nin shuriken sau này, đó chính là Fuin no shuriken, hay còn có thể hiểu là shuriken niêm phong. Tóm tắt về nguồn gốc thì trong quá khứ, Igasaki Yoshitaka là người đầu tiên đã chiến đấu và chống lại tên thủ lĩnh của quân đoàn Kiba Oni là Gengetsu. Trong lúc cao trào của cuộc chiến, do bản thân tự thấy không có đủ sức mạnh để tiêu diệt hắn, ông ta đã phải sử dụng 48 shuriken niêm phong, hay cũng chính là các Fuin no shuriken, để phong ấn tên Gengetsu lại. Và cho đến thời điểm ngày nay, hắn ta đã được phá bỏ phong ấn đó bởi tên Kyoemon. Tuy nhiên, hình dạng vật chất của Gengetsu lại không thể duy trì do sự thiếu hụt sức mạnh. Chính vì thế, hắn ta đã cử các thuộc hạ của mình đi thu thập các nỗi sợ hãi nhằm giúp hắn có thể phục hồi lại bản thân. Đồng thời lúc này, tất cả các Fuin no shuriken phong ấn đã bị nhiễm độc. Sau đó, chúng được hắn giải rác ra khắp mọi nơi và sử dụng cho các mục đích xấu. Bằng cách kết hợp Fuin no shuriken với bất kỳ một đồ vật vô tri vô giác nào đó thì nó sẽ biến thứ đồ vật đó trở thành một tên quái vật yokai để tấn công loài người. Và vì vậy, đội nhóm ninja của chúng ta sẽ phải ngăn chặn điều đó. Mỗi khi một tên quái vật yokai bị tiêu diệt thì Fuin no shuriken sẽ được thanh tẩy về hình dạng gốc của nó và các ninja sẽ phải tập hợp tất cả chúng lại để chờ ngày phong ấn tên Gengetsu một lần nữa. Tuy nhiên, trong quá trình thu thập, một số các Fuin no shuriken lại có thể biến đổi thành các nin shuriken để trở thành một vật phẩm hỗ trợ cho các ninja. Hoặc nó cũng có thể bị tên Kyoemon thu thập và biến đổi thành Yo shuriken nhằm để tiếp tục phát triển quân đoàn Kiba Oni của hắn. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu về các phân loại nhóm của nin shuriken nhé. Nhóm đầu tiên được gọi là Henge shuriken, dùng để dành cho mục đích biến đổi. Thứ nhất là Aka Ninja Shuriken, được ký hiệu trên thân bằng chữ kanji là Aka, có nghĩa là màu đỏ. Khi sử dụng, Shuriken này sẽ giúp cho người dùng có thể biến đổi thành chiến binh Aka Ninja. Thứ hai là Ao Ninja Shuriken, trên thân nó được ký hiệu bằng một chữ kanji là Ao, có nghĩa là màu lam. Khi Shuriken này được sử dụng, nó sẽ giúp cho người dùng có thể biến đổi thành chiến binh Ao Ninja. Thứ ba là Ki Ninja Shuriken, được ký hiệu trên thân bằng chữ kanji là Ki, có nghĩa là màu vàng. Khi sử dụng, Shuriken này sẽ giúp cho người dùng có thể biến đổi thành chiến binh Ki Ninja. Thứ tư là Shiro Ninja Shuriken, trên thân nó được ký hiệu bằng một chữ kanji là Shiro, có nghĩa là màu trắng. Khi Shuriken này được sử dụng, nó sẽ giúp cho người dùng có thể biến đổi thành chiến binh Shiro Ninja. Thứ năm là Momo Ninja Shuriken, được ký hiệu trên thân bằng chữ kanji là Momo, có nghĩa là màu hồng. Khi sử dụng, Shuriken này sẽ giúp cho người dùng có thể biến đổi thành chiến binh Momo Ninja. Thứ sáu là Star Ninja Shuriken, trên thân nó được ký hiệu bằng một chữ kanji là Hoshi, có nghĩa là ngôi sao. Khi Shuriken này được sử dụng, nó sẽ giúp cho người dùng có thể biến đổi thành chiến binh Star Ninja. Thứ bảy là Chōzetsu Shuriken. Khác hơn so với 6 shuriken ở trên, thiết kế tổng thể của Chōzetsu Shuriken mang phần nhiều là hoa tiết của một con sư tử. Và bên trong miệng của nó được ký hiệu bằng một chữ kanji nhỏ, đó là Chō, dịch ra có nghĩa là siêu hoặc cao gì đó.
Khi sử dụng Chōzetsu Shuriken trên thiết bị Chōzetsu Shōbu Changer thì nó sẽ giúp cho chiến binh có thể biến đổi thành trạng thái Power Up cho bản thân, được gọi là hình thức Chōzetsu. Trong chiến đấu, chiến binh còn có thể quay chiếc Chōzetsu Shuriken trên mặt thiết bị Shōbu Changer liên tục để nhằm tạo ra các phát bắn cực kỳ mạnh mẽ cho kẻ thù ở phạm vi tầm xa. Thứ 8 là Tsumuji Ninshuriken. Đây là một biến thể khác của Aka Ninja Shuriken mang ngoại hình và màu sắc tương tự, chỉ khác về chữ kanji của nó được ký hiệu là Sen, có nghĩa là xoáy. Như được biết, khi đội nhóm Ninja đã thành công đánh bại được tên Kyuemon thì cơ thể của hắn đã giải phóng ra một nguồn năng lượng Ninjality. Đây chính là thứ mà Kyuemon đã đánh cắp từ Igasaki Tsumuji trong quá khứ. Sau đó, Tsumuji đã có thể lấy được thứ năng lượng ấy. Đồng thời lúc này, một chiếc Fuin no Shuriken trên người của Aka Ninja đã tự động biến đổi, và đó chính là Tsumuji Ninshuriken. Khi sử dụng, Tsumuji Ninshuriken sẽ giúp cho Tsumuji có thể chuyển hóa thành một phiên bản khác của Aka Ninja, hoặc với tên gọi khác là Ninin Red. Trong nhân dạng này, điểm khác biệt duy nhất là dây đai vạt áo trên trang phục của anh ta là mang màu bạc đỏ thay vì màu đỏ đen như nhân dạng Aka Ninja thông thường. Thứ 9 là Mido Ninja Shuriken. Trên mặt thân của nó được ký hiệu bằng chữ kanji là Mido, có nghĩa là màu lục. Như được biết, chủ nhân thực chất của Mido Ninja Shuriken là Kyuemon. Đây là một Ninshuriken mà Igasaki Yoshitaka đã dành riêng cho hắn ta trước khi ông qua đời. Tuy nhiên, cho đến gần cuối phim, chưa kịp sử dụng nó thì Kyuemon cũng đã bị hy sinh bởi sự sát hại từ quái vật Gengetsu. Và vì thế, Takaharu đã mang Mido Ninja Shuriken trở về và đặt nó ở trong một ngôi miếu. Mãi cho đến sau này, mẹ của anh ta là Sakurako đã vô tình nhìn thấy và cô ấy đã lấy nó để dành tặng cho một người học trò bí ẩn có tên là Luna. Khi đó, Luna đã sử dụng Mido Ninja Shuriken để biến đổi và trở thành chiến binh Mido Ninja. Thực chất, Mido Ninja Shuriken chỉ là một bản sơn lại của Aka Ninja Shuriken. Thứ 10 là Yoshiharu Ninshuriken. Đây cũng là một biến thể khác của Aka Ninja Shuriken mang ngoại hình và màu sắc tương tự, chỉ khác về chữ kanji của nó được ký hiệu là Kai, có nghĩa là khoái. Sự xuất hiện của Shuriken này chỉ có duy nhất trong tập phim đặc biệt giữa Shoujo và Ninja. Nguồn gốc bắt đầu từ khi có một người con trai tương lai của Takaharu là Yoshiharu đã quay trở về quá khứ để ngăn chặn một cuộc chiến tàn khốc giữa hai chiến đội là Jūjō và Ninja. Nếu sự việc đó thật sự xảy ra thì lịch sử chiến đội siêu nhân cũng sẽ chấm dứt. Ước mơ của Yoshiharu là trở thành một Aka Ninja nên anh ta đã quyết tâm quay về quá khứ để thay đổi lại lịch sử. Và cho đến cuối cùng thì anh ấy cũng đã thành công ngăn chặn được cuộc chiến không đáng có. Đồng nghĩa với việc đó, trong tương lai, Yoshiharu chắc chắn sẽ trở thành một Aka Ninja. Do vậy, ở thời điểm hiện tại, anh ta đã nhận được Yoshiharu Ninshuriken. Nhờ vậy, Yoshiharu đã sử dụng nó để biến đổi thành một phiên bản thứ tư của Aka Ninja. Trong nhân dạng này, điểm khác biệt duy nhất chính là dây đai vạt áo trên trang phục của anh ta là sự kết hợp giữa màu vàng giống như ông cố Yoshitaka cùng họa tiết màu đỏ giống như ông nội Tsumuji của anh. Tiếp đến là phân loại nhóm thứ hai được gọi là Waza Ninshuriken, dùng để thi triển một kỹ thuật đặc biệt. Thứ nhất là Goten Shuriken, được ký hiệu trên thân giữa bằng chữ kanji là Go, có nghĩa là số 5. Đây chính là ám chỉ về 5 chế độ nguyên tố mà nó được tích hợp trong chiếc shuriken này, bao gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, hay cũng có thể hiểu là nó được dựa trên ngũ hành của Trung Quốc. Mỗi chế độ thì đều sẽ được ký hiệu bằng một chữ kanji nhỏ tương ứng, đi kèm với đó là biểu tượng về hình ảnh mà chúng đại diện. Goten Shuriken được Igasaki Yoshitaka tặng cho các Ninja trong thời gian đầu khi họ thực hiện quá trình đào tạo, nâng cao kỹ thuật chiến đấu cho bản thân. Chế độ thứ nhất được ký hiệu bằng chữ kanji có màu đỏ là Hi, có nghĩa là lửa. Đi kèm với đó là biểu tượng hình ảnh về một ngọn lửa ở mặt phía trên. Chế độ này cho phép chiến binh có thể thi triển các đòn tấn công dựa trên nguyên tố hỏa. Ví dụ là với chiêu thức Shuriken Nippo Kei no Jutsu. Khi đó, người dùng có thể bắn ra một chùm lửa dữ dội về phía kẻ thù từ khoảng cách xa.
Hoặc khi ở phạm vi gần thì nó sẽ cho phép họ tung ra các đòn đánh mang năng lượng từ lửa để đốt cháy kẻ thù ở xung quanh. Hay là với chiêu thức Shuriken Nippo Daikai no Jutsu, chiến binh sẽ thực hiện một cuộc tấn công xuyên qua mặt đất để nhằm phóng xa các cột lửa lao thẳng về phía kẻ thù rồi thiêu đốt chúng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nếu người dùng không thể kiểm soát phạm vi thi triển kỹ năng thì nó sẽ khiến cho họ cuốn vào bán kính của đòn tấn công. Tiếp đến là chế độ thứ hai, được ký hiệu bằng chữ kanji có màu xanh dương là Mizu, có nghĩa là nước. Đi kèm với đó là biểu tượng hình ảnh về một ngọn sóng ở mặt phía trên. Chế độ này cho phép chiến binh có thể thi triển các đòn tấn công dựa trên nguyên tố thủy. Ví dụ là với chiêu thức Shuriken Ninpo Mizu no Jutsu, khi đó người dùng có thể khiến vũ khí giải phóng ra một dòng nước cực mạnh để bắn vào kẻ thù. Khi cần thiết, chiến binh sẽ biến vũ khí trở thành một chiếc ván lướt sóng để giúp họ di chuyển ở trên mặt đất bằng năng lượng nước. Ở một biến thể khác đã cho thấy, chiêu thức này cũng có thể giúp vũ khí giải phóng ra một làn hơi nước trắng làm cho kẻ thù bị che khuất tầm nhìn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để họ thực hiện các đòn tấn công bất ngờ cho đối phương. Trong một số trường hợp, chiêu thức này cũng sẽ giúp họ có thể nhanh chóng rút lui khỏi trận chiến. Hoặc với chiêu thức Shuriken Ninpo Kyota Suigetsu, người dùng có thể giải phóng một khối lượng nước từ vũ khí và biến nó trở thành một tấm gương nước dùng để phản chiếu lại các đòn tấn công đến từ kẻ thù. Tiếp đến là chế độ thứ ba, được ký hiệu bằng chữ kanji có màu xanh lá là ki, có nghĩa là gỗ. Đi kèm với đó là biểu tượng hình ảnh với những vân gỗ ở mặt phía trên. Chế độ này cho phép chiến binh có thể thi triển các đòn tấn công dựa trên nguyên tố mộc. Ví dụ là với chiêu thức Shuriken Ninpo Kinojutsu thì khi đó chiến binh có thể biến một chiếc lá cây thành hình dạng của một con diều lớn, giúp họ có thể sử dụng để làm phương tiện di chuyển ở trên không. Hoặc đối với chiêu thức Shuriken Ninpo Tsuru Tsuru Shita no Jutsu thì vũ khí sẽ phóng ra những sợi dây leo để trói chặt kẻ thù. Trong một số trường hợp, những sợi dây leo này còn có thể liên kết lại với nhau để nâng đỡ người dùng di chuyển lên trên không. Tiếp đến là chế độ thứ tư, được ký hiệu bằng chữ kanji có màu vàng là kin, có nghĩa là vàng. Đi kèm với đó là biểu tượng hình ảnh về một thứ kim loại sáng chói ở mặt phía trên. Chế độ này cho phép chiến binh có thể thi triển các đòn tấn công dựa trên nguyên tố kim. Ví dụ là với chiêu thức Shuriken Ninpo Kin no Jutsu, người dùng có thể triệu hồi ra một cái chậu bằng vàng rồi nó sẽ rơi thẳng xuống đầu của đối phương. Hoặc trong vô số các trường hợp khác, họ sẽ tạo ra một cái lồng kim loại để giam giữ kẻ thù. Hoặc với chiêu thức Shuriken Ninpo Gen no Jutsu thì khi đó chiến binh sẽ có thể triệu hồi ra một chiếc dây xích để trói khóa kẻ thù. Cuối cùng là chế độ thứ 5, được ký hiệu bằng chữ kanji có màu nâu là chuchi, có nghĩa là đất. Đi kèm với đó là biểu tượng hình ảnh về các tầng lớp dưới mặt đất ở mặt phía trên. Chế độ này cho phép chiến binh có thể thi triển các đòn tấn công dựa trên nguyên tố thổ. Ví dụ là với chiêu thức Shuriken Ninpo Chuchi no Jutsu, chiến binh có thể làm cho mặt đất phía dưới kẻ thù bị nổi lên để hất tung chúng lên trên không. Hoặc họ sẽ triệu hồi ra một cạm bẫy ở bên dưới phạm vi của kẻ thù để tiêu hủy chúng. Hay là đối với chiêu thức Shuriken Ninpo Suna no Shiro no Jutsu thì người dùng có thể tạo ra một lâu đài bằng cát chui lên từ dưới mặt đất để hất tung mọi đối thủ. Trong một số tình huống, họ sẽ thi triển chiêu thức Shuriken Ninpo Dorodoro no Jutsu thì lúc này bề mặt đất ở một phạm vi bất kỳ sẽ được làm mềm. Thứ hai là Furai Nin Shuriken. Nó được sử dụng chủ yếu bởi chiến binh Star Ninja. Đây là một chiếc Shuriken khá đặc biệt khi nó sở hữu trong mình sức mạnh đến từ hai nguyên tố, đó là gió và sét. Bằng cách lật khớp biểu tượng trên xuống ở mặt của chiếc Shuriken, người dùng sẽ có thể kích hoạt các đòn tấn công kỹ thuật dựa trên nguyên tố đó. Chế độ thứ nhất được ký hiệu bằng chữ kanji màu lam là Kaze, có nghĩa là gió. Đi kèm với đó là biểu tượng hình ảnh về một cơn lốc ở phía trên. Khi sử dụng chế độ này, nó cho phép Star Ninja có thể thực hiện kỹ thuật Shuriken Ninpo Kaze no Jutsu. Khi đó, anh ta sẽ tạo ra một cuộc tấn công mang hình dạng của một cơn lốc xoáy cực mạnh, đủ để quấn bay cả một đội lính quái vật. Và chế độ thứ hai được ký hiệu bằng chữ kanji màu cam là Kaminari, có nghĩa là sét. Đi kèm với đó là biểu tượng hình ảnh về những tia sét.
Khi chế độ này được sử dụng, nó sẽ cho phép Star Ninja có thể thi triển một số các kỹ thuật tấn công như Shuriken Ninpo Kaminari no Jutsu. Khi đó, chiến binh sẽ tạo ra một cơn bão sấm sét ở một vị trí nhất định để nhằm giật sát kẻ thù, khiến cho chúng toàn thân tê liệt. Hoặc với kỹ thuật Shuriken Ninpo Roku Ando Rorusanda no Jutsu. Khi đó, người dùng có thể bắn ra một làn sóng xung kích điện để phóng tới mục tiêu. Cuối cùng là với kỹ thuật Shuriken Ninpo Soikazuchi no Jutsu. Khi tấn công, chiến binh sẽ bắn ra một chùm năng lượng sét về phía kẻ thù. Thứ ba là Gatai Ninshuriken, được ký hiệu trên thân bằng chữ kanji là Go, có nghĩa là kết hợp. Đây là một Shuriken rất mạnh mẽ. Thực chất, sức mạnh khổng lồ mà chiếc Shuriken này sở hữu là được cấu thành và tạo ra bởi 4 chiếc Fuin no Shuriken. Thông qua việc Takaharu đã nhận ra một sự thật rằng việc thấu hiểu cảm xúc của mọi người trong nhóm là thứ khiến cho bản thân anh trở nên kiên cường và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Khi sử dụng Gatai Ninshuriken trên vũ khí Ninja Ichibanto thì chiến binh sẽ có thể triệu hồi Zappa Ninja Ichibanto ảo ảnh để trở thành một chiếc lá chắn giúp ngăn chặn các đòn tấn công cực mạnh đến từ kẻ thù. Sau đó, anh ta sẽ phóng chúng về phía trước rồi tạo ra một trường lực rào cản xung quanh mục tiêu để khiến cho chúng toàn thân bất động. Nhờ vậy, Aka Ninja sẽ có thể dễ dàng tiếp cận tới rồi liên tiếp tạo ra 5 cú chém cho kẻ thù, và anh ta sẽ kết thúc bằng một đòn chém thứ 6 mang năng lượng tổng hợp để hủy diệt chúng hoàn toàn. Không chỉ vậy, Gatai Ninshuriken còn được các chiến binh sử dụng để kích hoạt chế độ hợp thể cho hai robot là Shurikenjin và Bison Kingu để tạo thành Kingu Shurikenjin. Ngoài ra, ở trong tập phim đặc biệt giữa Shiojo và Ninninja đã cho thấy, trong trận chiến ở cuối phim, nhận thấy sự gắn kết tinh thần chính nghĩa giữa hai đội nhóm, Gatai Ninshuriken đã bất ngờ biến đổi thành một dạng Shuriken mới, được gọi là Kingu Shuriken Gatai. Khi sử dụng, nó sẽ hóa to kích thước của bản thân nhằm kết hợp cùng Robo Wairuto Tosai Shuriken Kingu. Thứ tư là Chogaitai Ninshuriken, được ký hiệu trên thân bằng chữ kanji là Go, có nghĩa là kết hợp. Về cơ bản, nó là một biến thể nâng cấp sức mạnh của Gatai Ninshuriken thông thường, với các cạnh lưỡi viền của Shuriken được đổi thành màu đỏ đậm thay vì màu vàng. Đây chính là chiếc Shuriken đầu tiên được phát triển và tạo ra bởi Tetsu Nosuke Saika đời thứ 22. Khi sử dụng Chogatai Ninshuriken, nó sẽ cho phép các chiến binh có thể thực hiện sự kết hợp của cả ba robot là Shurikenjin, Raion Hao và Bison Kingu để tạo thành Hao Shurikenjin. Hoặc cũng có thể là sự kết hợp giữa ba robot khác là Gekiyatsu Daio, Raion Hao và Bison Kingu để tạo thành Hao Gekiyatsu Daio. Thứ năm là Shukushaku Shukusho Shuriken, được ký hiệu trên thân bằng chữ kanji là Go, có nghĩa là nhỏ. Shuriken này được xuất hiện lần đầu tiên ở trong tập phim đặc biệt giữa Tokyuger và Kyoruger. Khi sử dụng, chiến binh có thể thu nhỏ kích thước của một vật thể bất kỳ, điển hình là tên quái vật khổng lồ Kuraina Robo chẳng hạn. Hoặc trong một số trường hợp, người dùng sẽ thi triển kỹ thuật từ Shuriken này lên chính bản thân mình nhằm hỗ trợ các cuộc tấn công và truy đuổi ở phạm vi nhỏ hơn. Thứ 6 là Koromogae Shuriken, được ký hiệu trên thân bằng chữ kanji là Koromo, có nghĩa là y phục. Lần đầu tiên Shuriken này được ra mắt là ở trong một tập phim đặc biệt ngắn giữa Aka Ninja và Star Ninja. Như được biết, Aka Ninja đã sử dụng Koromogae Shuriken để có thể biến đổi hình dạng cơ bản của anh ta và Star Ninja sang một hình thức mới được gọi là Isho Ishi. Khi đó, họ sẽ được trang bị thêm một bộ ngoại trang. Ngoài ra, ở trong tập phim đặc biệt giữa các Ninin Girl và Ninin Boy đã cho thấy, Fuka và Kasumi cũng đã từng sử dụng Koromogae Shuriken để có thể phục vụ cho mục đích biến đổi trang phục dành riêng cho đội nhóm Ninin Girl của hai người họ. Kế đến là phân loại nhóm thứ ba, được gọi là Otomonin Shuriken, dùng để triệu hồi ra các cơ khí là Otomonin. Đầu tiên là 5 Otomonin Shuriken cá nhân chủ đạo của 5 chiến binh Ninja. Đó là Otomonin Shuriken Aka, Ao, K,
Kaneki, Shido và Momo. Điểm chung là chúng đều được ký hiệu trên thân bằng chữ kanji là ki, có nghĩa là máy móc. Đi kèm với đó là biểu tượng hình khuôn mặt robot ở phía trên. Khi 5 chiếc shuriken này được sử dụng, thì chúng sẽ giúp các chiến binh có thể triệu hồi ra 5 cơ khí otomonin tương ứng với họ. Bao gồm otomonin shuriken Aka dùng để triệu hồi ra cơ khí Shinobi Maru, otomonin shuriken Ao dùng để triệu hồi ra cơ khí Doragomaru, otomonin shuriken Ki dùng để triệu hồi ra cơ khí Danpu Maru, otomonin shuriken Shiro dùng để triệu hồi ra cơ khí Wanmaru, và cuối cùng là otomonin shuriken Momo dùng để triệu hồi ra cơ khí Pyunmaru. Mỗi khi 5 cơ khí này được kết hợp lại với nhau thành hình dạng Robo Shurikenjin thì một bản sao của chiếc Otomonin Shuriken Aka của chiến binh đỏ sẽ trở thành chiếc mũ bảo hiểm trên đầu của Robo. Hoặc ở một hình dạng hợp thể khác là Shurikenjin Dorago thì bản sao của chiếc Otomonin Shuriken Ao của chiến binh xanh dương sẽ trở thành chiếc mũ bảo hiểm cho sự hợp thể này. Thứ 6 là Otomonin Shuriken Bison được ký hiệu trên thân bằng chữ kanji là Ushi, có nghĩa là con trâu. Đây là shuriken thuộc quyền sở hữu cá nhân của riêng chiến binh Star Ninja. Khi được sử dụng, nó sẽ triệu hồi ra hai cơ khí là Otomonin Rodeo Maru và Otomonin Bison Kingu Bagi. Mỗi khi hai cơ khí được kết hợp lại với nhau, thì bản sao của chiếc shuriken này trên cơ khí sẽ trở thành chiếc mũ bảo hiểm cho Robo Bison Kingu. Thứ 7 là Otomonin Shuriken Paon, được ký hiệu trên thân bằng chữ kanji là Zo, có nghĩa là con voi. Otomonin Shuriken này được tạo ra bởi một chiếc Fuin no Shuriken đã được thanh lọc bởi sự tiêu hủy của tên quái vật Yokai Tsuchigumo. Khi được sử dụng, nó sẽ triệu hồi ra cơ khí Otomonin Paon Maru. Và khi ở trạng thái kết hợp cùng Robo Shurikenjin thì bản sao của chiếc shuriken này trên cơ khí sẽ trở thành chiếc mũ bảo hiểm cho Robo Shurikenjin Paon. Hoặc nó cũng có thể được sử dụng để thi triển kỹ thuật Shuriken Ninpo Enen Choda no Jutsu, giúp người dùng có thể kéo dài hoặc phóng to các bộ phận như chân hoặc tay của họ để tấn công kẻ thù ở khoảng cách xa. Rất có thể kỹ thuật này nhằm phản ánh đến hình ảnh là chiếc vòi của con voi. Thứ 8 là Otomonin Shuriken UFO, được ký hiệu trên thân bằng chữ kanji là Chu, có nghĩa là quỹ đạo. Otomonin Shuriken này được tạo ra bởi một chiếc Fuin no Shuriken đã được thanh lọc bởi sự tiêu hủy của tên quái vật Yokai Ungaikyo. Khi được sử dụng, nó sẽ triệu hồi ra cơ khí Otomonin Yufomaru. Và khi ở trạng thái kết hợp cùng Robo Shurikenjin thì bản sao của chiếc shuriken này trên cơ khí sẽ trở thành chiếc mũ bảo hiểm cho Robo Shurikenjin UFO. Ngoài chức năng kể trên, nó cũng có thể được sử dụng để thi triển một số kỹ thuật như Shuriken Ninpo Tenchi Kyakuten no Jutsu, giúp người dùng có thể điều khiển lực hấp dẫn xung quanh mục tiêu. Hay với chiêu thức Shuriken Ninpo Boru no Jutsu, họ sẽ có thể điều khiển các hướng di chuyển của một quả bóng chày rồi khiến nó tiếp đất bằng một cách công bằng. Thứ 9 là Otomonin Shuriken Safa, được ký hiệu trên thân bằng chữ kanji là Nami, có nghĩa là con sóng. Otomonin Shuriken này được tạo ra bởi một chiếc Fuin no Shuriken đã được thanh lọc bởi sự tiêu hủy của tên quái vật Yokai Umibozu. Khi được sử dụng, nó sẽ triệu hồi ra cơ khí Otomonin Safamaru. Và khi ở trạng thái kết hợp cùng Robo Shurikenjin thì bản sao của chiếc shuriken này trên cơ khí sẽ trở thành chiếc mũ bảo hiểm cho Robo Shurikenjin Safa. Ngoài ra, trong một số tình huống, Otomonin Shuriken Safa còn giúp chiến binh có thể thi triển kỹ thuật Shuriken Ninpo Safa Kyachi no Jutsu. Khi đó, họ sẽ triệu hồi ra một làn sóng nước để người dùng có thể cưỡi lên nó. Thứ 10 là Tenku Otomonin Shuriken Shishi, được ký hiệu trên thân bằng chữ kanji là Shi, có nghĩa là sư tử. Không giống như một số các Otomonin Shuriken thông thường khác, chiếc shuriken này được tạo ra và xuất hiện trực tiếp bởi thiết bị Chozetsu Shobu Changer. Khi được sử dụng, nó sẽ triệu hồi ra cơ khí Tenku Otomonin Raion Haojo.
và khi cơ khí này tự chuyển hóa thành dạng robot hoàn chỉnh là Rion Hao, thì bản sao của chiếc shuriken này trên cơ khí sẽ trở thành chiếc mũ bảo hiểm cho robot. Thứ 11 là Otomonin Shuriken Gekiyatsu, được ký hiệu trên thân bằng chữ kanji là Netsu, có nghĩa là nhiệt. Như được biết, khi các chiến binh Ninja vừa mới tìm ra cách thức để cung cấp năng lượng cho các cơ khí Gekiyatsu Otomonin mới của họ, thì đồng thời lúc này, 6 chiếc Fuin no Shuriken đã bỗng dưng được biến đổi thành các Otomonin Shuriken Gekiyatsu. Khi được sử dụng, chúng sẽ triệu hồi ra các cơ khí Gekiyatsu Otomonin tương ứng với mỗi chiến binh. Và khi ở trạng thái kết hợp 6 cơ khí lại với nhau, thì bản sao của chiếc shuriken này sẽ trở thành chiếc mũ bảo hiểm cho robot Gekiyatsu Daio. Hoặc khi ở trạng thái kết hợp tổng thể lớn hơn thành robot Hao Gekiyatsu Daio, thì bản sao của chiếc Otomonin shuriken Gekiyatsu sẽ được trang bị ở phần trước ngực cho robot. Thứ 12 là Otomonin shuriken Dino. Tuy nhiên thì mình không biết cái chữ kanji ở trên mặt thân của nó là gì. Nếu ai biết thì có thể comment ở phía bên dưới phần bình luận nhé. Otomonin Shuriken này được xuất hiện lần đầu tiên trong tập phim đặc biệt của Ninja. Dựa theo cốt truyện, khi vị lãnh chúa Tatsunosuke được giải thoát khỏi lời nguyền phong ấn từ cơ thể trong hình dạng khủng long, ông ta đã trao chiếc Otomonin Shuriken Dino này cho đội nhóm Ninja. Khi được sử dụng, nó sẽ triệu hồi ra cơ khí Otomonin Dinomaru. Và khi ở trạng thái kết hợp cùng robot Shuriken Jin, thì bản sao của chiếc Shuriken này trên cơ khí sẽ trở thành chiếc mũ bảo hiểm cho robot Shuriken Jin Dino. Kế tiếp là phân loại nhóm thứ tư được gọi là Yo Shuriken. Đây là những vật mang tính chất đối lập với các Nin Shuriken chính nghĩa. Thứ nhất là Goton Yo Shuriken, được ký hiệu trên thân bằng chữ kanji là aku, có nghĩa là ác. Xét qua về ngoại hình tổng thể thì nó có phần hơi giống so với Goton Shuriken về cấu tạo cũng như cách sử dụng. Và vì thế, nó cũng được tích hợp trong mình 5 chế độ. Tuy nhiên, ở mỗi chế độ thì lại không có ký hiệu bằng một chữ kanji nào đó, mà chúng chỉ được thể hiện bằng hình ảnh của các khuôn mặt quỷ cùng 5 màu sắc khác nhau. Loại shuriken tà đạo này được sử dụng chủ yếu bởi tên Kyuemon thông qua một thứ vũ khí là cây búa vồ. Chế độ thứ nhất là khi hình mặt quỷ màu vàng được xoay về giữa thì hắn có thể hồi sinh cho một tên quái vật yokai nào đó khi chúng vừa mới bị tiêu diệt ở nhân dạng nhỏ. Và sinh mạng thứ hai của chúng sẽ trở thành nhân dạng khổng lồ mang kích cỡ to hơn rất nhiều. Tuy nhiên, ở tập 26 đã cho thấy, khi tên quái vật yokai Mantanko đã sử dụng cây búa vồ của Kyuemon mà có gắn chiếc Goton Yoshuriken trên đó, khi đang ở trong chế độ thứ nhất, hắn ta đã biến Chojetsu Aka Ninja trở thành nhân dạng khổng lồ. Đây chính là minh chứng cho việc Goton Yoshuriken hoàn toàn có thể thi triển lên cả con người và giúp họ có thể tăng cường kích cỡ của bản thân ngay cả khi họ chưa bị tiêu diệt. Ngoài ra, khi Takaharu phát triển thành cơ thể khổng lồ, anh ta đã thực hiện một tư thế tương tự như cách thức của một chiến binh Ushaman. Chế độ thứ hai là khi hình mặt quỷ màu đỏ đậm được xoay về chính giữa, dùng để truyền sức mạnh yokai vào cơ thể của con người. Điển hình là khi Kyuemon đã thi triển chế độ này trên Star Ninja. Hoặc như đã thấy trong quá khứ, tên Kyuemon khi ở hình dạng con người, hắn ta đã quyết tâm vứt bỏ nhân tính của mình để sử dụng chế độ này nhằm thực hiện mưu đồ đánh bại Last Ninja Yoshitaka. Chế độ thứ ba là khi hình mặt quỷ màu xanh lục thẫm được xoay về chính giữa, thì tên Kyuemon có thể triệu hồi ra một tên quái vật mang trường phái ninja bóng tối thông qua một cuộn giấy của gia tộc Kiba Oni. Tuy nhiên, ở trong một số trường hợp khác, hắn ta đã sử dụng chế độ này để triệu hồi ra một cỗ máy robot dành riêng cho hắn với tên gọi là Karakuri QP. Và ở tập 1 cũng đã cho thấy, Kyuemon lại từng sử dụng chế độ này để giải thoát cho tên thủ lĩnh Gengetsu khỏi sự phong ấn từ các Fuin no Shuriken. Chế độ thứ tư là khi hình mặt quỷ màu đen được xoay về chính giữa, dùng để hấp thụ sức mạnh từ những nỗi sợ hãi. Chế độ thứ 5 là khi hình mặt quỷ màu xanh dương được xoay về chính giữa, dùng để hấp thụ năng lượng Ninjality của một ninja Igasaki bất kỳ nào đó. Thứ 2 là Gasha Tokuro Yoshuriken, được ký hiệu trên thân bằng chữ kanji là Sai, có nghĩa là phá.
Như được biết, khi tên quái vật Yokai Kasha bị tên tướng Gapi Raizo loại bỏ, thì chiếc Fuin no Shuriken được giải phóng từ cơ thể của hắn đã bị tên Kyuemon thu thập. Và sau đó, hắn ta đã dùng sức mạnh bóng tối của bản thân để biến đổi nó trở thành một chiếc Shuriken mới, đó chính là Gasha Dokuro Yoshuriken. Khi sử dụng chiếc Yoshuriken này thì hắn ta có thể triệu hồi ra một tên quái vật yokai mang kích thước khổng lồ, được gọi là Kyodai Yokai Gasha Dokuro. Tuy nhiên, tên quái vật này được tạo ra từ năng lượng bóng tối nên khi bị tiêu diệt, nó sẽ không rớt ra Fuin no Shuriken như một số các tên quái vật yokai thông thường. Thứ ba là Izayoi Ryushuriken. Đây là những chiếc shuriken thuộc quyền sở hữu của 5 tên quái vật mang trường phái ninja bóng tối. Cách thức kích hoạt trên vũ khí của nó có phần hơi giống như các ninjuriken chính đạo. Cuối cùng là phân loại nhóm thứ 5, được gọi là Legend Hero Shuriken. Đây là những loại shuriken đại diện cho sức mạnh của các chiến binh ninja tiền nhiệm. Chúng có ngoại hình tương tự như các Henge Shuriken thông thường, chỉ khác là hình ảnh trên mặt thân của nó đã thay đổi thành khuôn mặt của các chiến binh ninja trong quá khứ, đặc biệt là chiến binh đỏ. Đi kèm với đó là biểu tượng tương ứng với chiến đội của họ. Điểm đặc biệt hơn cả là các hero shuriken này đều có thể sử dụng trên các cơ khí otomonin. Thứ nhất là Kaku Ranger Shuriken, được ký hiệu trên thân bằng chữ kanji là bun, có nghĩa là phân thân. Và đúng như ký hiệu của nó, Kaku Ranger Shuriken chính là biểu trưng cho kỹ thuật phân thân đặc biệt của chiến binh Ninja Red. Khi chiến binh sử dụng Kaku Ranger Shuriken trên vũ khí Ninja Ichibanto thì họ có thể thi triển kỹ thuật Shuriken Nippo Bunshin no Jutsu. Khi đó, Shuriken này sẽ giúp cho người dùng có thể tạo ra các bản sao của chính họ để nhằm phục vụ cho vô số các mục đích khác nhau. Hoặc trong buồng lái của Robo Shurikenjin, khi sử dụng Kaku Ranger Shuriken thì chiến binh có thể thực hiện kỹ thuật Shuriken Ninpo Kakure Jutsu. Khi đó, Robo sẽ tạo ra rất nhiều các ảo ảnh của bản thân để bao vây và tấn công kẻ thù. Thứ hai là Hari Kenger Shuriken, được ký hiệu trên thân bằng chữ kanji là Sora, có nghĩa là bầu trời. Hari Kenger Shuriken đại diện cho kỹ thuật di chuyển trên không của Hurricane Red, và Sora cũng mang hàm ý về danh hiệu của anh ta, đó là một ninja trên không Soranin. Trong buồng lái Robo Shurikenjin, khi sử dụng Hari Kenger Shuriken trên vũ khí thì chiến binh có thể thực hiện kỹ thuật Shuriken Ninpo Hariken no Jutsu. Khi đó, cơ khí Shinobi Maru sẽ tạm thời tách khỏi Robo Shurikenjin và sở hữu cho mình một khả năng di chuyển ở trên không với tốc độ rất nhanh, khiến cho nó có thể tung ra các đòn tấn công chớp nhoáng tới kẻ thù. Thứ ba là Jiraiya Ninshuriken, được ký hiệu trên thân bằng chữ kanji là Ji, dịch ra có nghĩa là từ tính. Khác hơn so với hai shuriken trên ở chỗ, Jiraiya Ninshuriken đại diện cho sức mạnh của một anh hùng ninja đến từ tựa phim Sekai Ninja Sen Jiraiya. Khi chiến binh sử dụng Jiraiya Ninshuriken thì nó sẽ cho phép họ có thể thực hiện kỹ thuật Jiraiya no Jutsu. Khi đó, người dùng sẽ triệu hồi ra một thứ vũ khí cá nhân của Jiraiya, đó là Jiko Shinkuken. Và thanh kiếm này hoàn toàn có thể được sử dụng bởi bất kỳ ai. Hoặc khi chiến binh sử dụng Jiraiya Ninshuriken trong buồng lái của Robo, điển hình là Gekiatsu Daio, thì nó sẽ cho phép Robo có thể phát ra một chùm lửa mang năng lượng màu xanh lá từ cơ thể để đốt cháy những kẻ thù ở gần. Ngoài ra, trong tập phim đặc biệt giữa Ninin Girl và Ninin Boy đã cho thấy, khi Fuka giao đấu với Takaharu, cô ta đã sử dụng cùng lúc 3 loại shuriken trên vũ khí Ninja Ichibanto, đó là Kaku Ranger, Hari Kenger và Shiro Ninja Shuriken để có thể triển khai ra 3 thứ sức mạnh. Khi đó, hai nhân thân khác của Fuka đã biến đổi trở thành Ninja White và Hurricane Blue. Đây cũng có thể là minh chứng cho việc nếu có bất kỳ một chiến binh Ninja nào đó ngoài Akare đơn phương sử dụng Kaku Ranger Shuriken hay là Harikenger Shuriken thì họ hoàn toàn có thể biến đổi và trở thành một trong 5 chiến binh tương ứng với đội nhóm tiền nhiệm. Không chỉ vậy, ở trong tập 41 đã chỉ ra rằng Akaninja còn thể hiện khả năng biến thân thành cả 3 chiến binh ninja tiền nhiệm trong một khoảng thời gian thông qua 3 chiếc Legend Hero Shuriken của họ, nhằm giúp anh ta có thể tạo ra các đòn tấn công liên hoàn để kết liễu kẻ thù của mình.
Trên đây là các nhóm phân loại của các Ninjuriken chủ đạo. Tuy nhiên, vẫn còn một số các Shuriken đặc biệt khác phải kể đến như: đầu tiên là Toraidodon Shuriken. Sự xuất hiện của Shuriken này chỉ có duy nhất trong tập phim đặc biệt từ tựa phim Kamen Rider và nó được ký hiệu trên thân bằng chữ kanji là kuruma, có nghĩa là xe hơi. Như được biết, khi Shinosuke đang chứng kiến Robo Shurikenshin chiến đấu cùng với Rider Robo, thì Igasaki Yoshitaka đã tình cờ xuất hiện và trao cho anh ta Toraidodon Shuriken thông qua chiếc xe Midonaito Shadow. Và anh ta đã sử dụng Shuriken này trên vũ khí Handoruken của mình. Khi kích hoạt, nó đã biến chiếc xe Toraidodon của Shinosuke trở thành hình dạng giống như một cơ khí ô tô Monin. Sau đó, cơ khí này đã thay thế vị trí của Otomonin Shinobi Maru để hợp thể cùng Robo Shurikenjin rồi tạo thành hình dạng mới với tên gọi là Shurikenjin Toraidodon nhằm hợp sức cùng với các chiến binh Ninja để tiêu diệt Rider Robo. Kế tiếp là Yami Aka Ninja no Ninjuriken. Sự xuất hiện của Shuriken này chỉ có duy nhất trong tập phim đặc biệt giữa Ninja và Tokyo và nó được ký hiệu trên thân bằng chữ kanji là Yami, có nghĩa là bóng tối. Tóm tắt qua về nguồn gốc thì trong tập phim này, đội nhóm Ninja đã tình cờ gặp một kẻ thù mới, đó là Yami Hakase Maburo. Hắn ta là một cựu thành viên của đội quân ác ma Shadowlight. Và đây cũng là kẻ đã tạo ra một phiên bản Aka Ninja độc ác dựa trên Takaharu được gọi là Yami Aka Ninja nhằm phục vụ dưới sự chỉ đạo của hắn. Phiên bản ác này cũng được trang bị cho mình một vũ khí Ninja Ichibanto đi kèm với đó, chính là Yami Aka Ninja no Ninjuriken. Tuy nhiên, Shuriken này chỉ được sử dụng một lần duy nhất thông qua một số kỹ thuật từ Ninja Ichibanto. Khi đó, nó đã có thể tạo ra một đám mây đen bao phủ trên bầu trời với mức độ lan rộng liên tục. Kế đến là trong một tập phim đặc biệt ngắn của riêng Aka Ninja và Star Ninja đã cho thấy còn có sự xuất hiện của hai Shuriken đặc biệt nữa, đó là Aka Ninja Isshoichi Ninjuriken và Star Ninja Isshoichi Ninjuriken. Chúng đều được ký hiệu trên thân bằng một chữ kanji, đó là koromo, có nghĩa là y phục. Thực chất, hai chiếc shuriken này đều được biến đổi từ hai chiếc shuriken cá nhân của họ, đó là Aka Ninja Shuriken và Star Ninja Shuriken. Khi sử dụng, chúng sẽ giúp hai người họ có thể tung ra hai đòn kết liễu mục tiêu mang sức mạnh rất lớn, đến mức họ còn có thể chém đôi một tên quái vật yokai khi hắn đang ở trong nhân dạng khổng lồ. Cuối cùng là Owari no Shuriken. Đây là một Shuriken cực kỳ mạnh mẽ thuộc quyền sở hữu của riêng Last Ninja Yoshitaka. Nó có khả năng phá hủy cả một thế giới và tạo ra một thế giới mới. Không chỉ vậy, Yoshitaka còn sử dụng Shuriken này để duy trì sự tồn tại của mình sau khi ông ta hy sinh thực hiện phong ấn tên thủ lĩnh Kiba Oni Gengetsu. Không lâu sau, Owari no Shuriken cũng đã cho thấy khả năng có thể được biến đổi thành một loại Shuriken mới, đó là Shukyoku Ninjuriken, nhằm hỗ trợ cho các chiến binh Ninja trong một số các đòn tấn công để tiêu diệt kẻ thù. Cho đến cuối phim, các chiến binh Ninja đã quyết định sử dụng sức mạnh của nó để khôi phục lại thế giới sau trận chiến tàn khốc với tên Gengetsu, và đồng thời cũng là để thực hiện mong muốn của họ. Đó là một thế giới mà không có sự tồn tại của Owari no Shuriken, chấm dứt tất cả mọi cuộc chiến tranh giành vì nó. Vậy là trên đây, mình đã tổng hợp xong toàn bộ các Ninjuriken rồi. Và nếu các bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của kênh mình nhé. Chào và hẹn gặp lại các bạn.